Văn Tửu, Thị Mầu. Chào mừng các cô chú anh chị đã đến với Top Entertainment. Top Entertainment đã cập nhật đầy đủ những sự kiện giải trí showbiz vừa diễn ra, còn đang nóng hổi luôn, được cư dân mạng bàn tán xôn xao này nha. Và đừng quên khung giờ phát sóng trực tiếp lúc 12 giờ trưa và 20 giờ tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật. Trước khi đến với những thông tin nổi bật của ngày hôm nay, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thông tin dịch bệnh hiện tại nha. 16 ngày không có ca mắc mới, Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội. Theo Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi, thống nhất dỡ bỏ một số biện pháp chống dịch Covid trên địa bàn. Các hoạt động được phép thực hiện bình thường gồm các cuộc họp, hội nghị tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, các cơ quan sản xuất, kinh doanh dịch vụ như ăn uống, cà phê, hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, tắm biển, thể thao, các cơ sở giáo dục được phép hoạt động. Việc cưới hỏi, viếng tang, liên hoan, tân gia khuyến cáo được thực hiện đơn giản, không tập trung quá 50 người. Hoạt động vận chuyển hành khách nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động và phải thực hiện đảm bảo các biện pháp an toàn chống dịch. Ngoài ra, đối với các hoạt động nêu trên, thì các hoạt động như lễ hội, sự kiện có tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, dịch vụ Internet công cộng vẫn tiếp tục ngừng hoạt động. Tiếp tục dừng thực hiện việc vận chuyển khách từ các tỉnh và thành phố đang áp dụng chỉ thị số 16. Và còn chờ gì nữa, cùng theo chân Tiểu và Màu để cập nhật ngay những thông tin siêu hot, siêu bổ ích nào. Let's get it! Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi làm giám khảo cùng huyền thoại âm nhạc Mỹ Michael Bolton. Choáng với cát xê gần 7 tỷ đồng mỗi lần dự sự kiện của mỹ nhân phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Nicole Lan Trinh bức xúc khi nhận được tâm thư từ bạn của bạn nhắc chuyện sinh con khi biết cô yêu người chuyển giới. Cư dân mạng tìm ra chân dung được cho là bạn trai người Nga khiến Linh Ly vượt rào tuổi 30. Bơm tấn The Batman của Robert Pattinson sẽ nhuốm màu bạo lực chăng? Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá vòng loại World Cup trong tháng 3 và tháng 6 năm 2021. Lukaku phản lưới, Sevilla lần thứ 6 vô địch. Lướt TikTok đầu tuần cùng đủ trend với các nghệ sĩ hot. Thu nhập bí kíp hóa giải nỗi lo chị em tóc mỏng. Thơm ngon độc đáo với món gà xào lăn. Ghé cover sau sale siêu khủng. Và tin tức đầu tiên hôm nay của chúng ta sẽ là một nhân vật rất nổi tiếng và đặc biệt được chú ý. Đố Màu đó là ai? Màu không biết đâu, Tiểu giúp Màu gợi ý nha. Đó chính là nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đó Màu. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ khá chính tiếng đã có phần im lặng. Nhưng mới đây, chị Hà bất ngờ khi làm giám khảo cùng huyền thoại âm nhạc Mỹ Michael Bolton. Vừa qua, hình ảnh Hồ Ngọc Hà ngồi chung ghế nóng với huyền thoại âm nhạc Mỹ trở thành giám khảo khách mời tại Asian Dream đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà vừa xuất hiện trong tập 3 của chương trình cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc khu vực châu Á Asian Dream Giấc Mơ Châu Á với vai trò là giám khảo khách mời cùng với host chính là huyền thoại âm nhạc nước Mỹ Michael Bolton và tiểu diva Philippines Morrissey Armon. Nữ ca sĩ dành nhiều lời nhận xét chuyên môn và tư vấn cho các thí sinh, chia sẻ những bí quyết hay, hướng dẫn cách giữ hơi thở sao cho vẫn có thể vừa thở vừa hát, vừa nhảy, mang đến phong thái trình diễn chuyên nghiệp. Cô ghi điểm bởi khả năng ngoại ngữ lưu loát, phong thái tự tin. Hồ Ngọc Hà chia sẻ tại chương trình, các thí sinh đã có một phần thi kết hợp rất tốt. Hà khá bất ngờ khi được biết rằng các bạn chỉ có một buổi tập luyện duy nhất để chuẩn bị cho phần thi của mình. Đặc biệt là các bạn lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện vũ đạo. Hà khá ấn tượng bởi cách các bạn làm chủ giọng hát và kiểm soát hơi thở, biết cách truyền năng lượng thông qua màn trình diễn như Linh Trần, thí sinh đến từ Việt Nam, hay Bova, Malaysia. Hà hy vọng sau cuộc thi các bạn có thể tiến xa hơn và chạm đến giấc mơ âm nhạc của mình. Asian Dream tập hợp các thí sinh đến từ 6 quốc gia như Hồng Kông, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Trải qua các vòng thi, các thí sinh được cố vấn, huấn luyện và thử thách để giành chiến thắng, có cơ hội trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Đặc biệt, vị trí quán quân sẽ giành được tấm vé cùng biểu diễn trong tour Asian Dream của huyền thoại âm nhạc Michael Bolton năm 2021. Và ngay bây giờ, Màu sẽ cập nhật ngay đến quý vị khán giả những thông tin showbiz nóng hổi, vừa thổi vừa hỗn đây. Không biết đầu tiên tin này sẽ là ai đây nhỉ? Thông tin mà Màu sắp mang đến cho mọi người là một thông tin cực kỳ choáng luôn. Choáng với cát xê gần 7 tỷ đồng mỗi lần dự sự kiện của mỹ nhân phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đó nha.
là một trong những diễn viên hàng đầu của showbiz Hoa ngữ. Việc cách xê dự sự kiện của Địch Lệ Nhiệt Ba cao là chuyện dễ đoán. Tuy nhiên, mức cách xê thật sự của nữ diễn viên vừa qua được trang Sohu tiết lộ khiến dân tình không khỏi choáng váng. Theo đó, Sohu cho biết mỗi lần tham gia sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ nhận ít nhất 2 triệu nhân dân tệ, gần 300.000 USD, khoảng 6,9 tỷ đồng. Đáng nói hơn, đây là số tiền mỹ nhân Tân Cương nhận được sau khi đã trừ thuế và các chi phí khác. Đối tác của Địch Lệ Nhiệt Ba là đơn vị sẽ phải chi trả các chi phí như vé máy bay hạng sang, khách sạn 5 sao, xe đưa đón, trang phục, make up. Không riêng gì nữ diễn viên, nhân viên ekip đi theo cũng sẽ nhận được khoảng 800 nhân dân tệ, khoảng 2,6 triệu đồng, được phục vụ ăn uống. Có thể thấy sự ưu ái dành cho nữ diễn viên là rất cao. Thực tế, showbiz Hoa ngữ, cách xê của nghệ sĩ không phụ thuộc quá nhiều vào thành tựu mà dựa vào chỉ số ảnh hưởng, độ nổi tiếng và giá trị thương mại. Dù không sở hữu khả năng diễn xuất quá xuất sắc, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại là nữ diễn viên có lượng fan đông đảo, lại là người đại ngôn cho nhiều nhãn hàng cao cấp. Do đó, việc cô tiếp tục nhận được các hợp đồng quảng cáo lớn hay cách xê cao ngất ngưỡng khi dự sự kiện là điều dễ hiểu. Thế nhưng con số này bị cư dân mạng xứ Trung chê thấp. Đơn cử như Trương Tử Di, MC Lý Vĩ của đài Chiết Giang từng tiết lộ thu lao của cô lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ, tức khoảng vài trăm tỷ đồng. Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 là một trong những mỹ nhân Tân Cương nổi danh trong showbiz Hoa ngữ. Từ nhỏ cô đã được học vũ đạo, múa, đàn, violin, thông thạo nhiều ngoại ngữ và tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba từng góp mặt trong nhiều bộ phim, nổi bật nhất là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Không chỉ là diễn viên nổi tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là người đại diện cho nhiều nhãn hàng và thương hiệu cao cấp. Bayern Munich đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước PSG trong trận chung kết Champions League 2019-2020 nhờ bàn thắng duy nhất của Kingsley Coman. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern nhanh chóng tràn đội hình sang phần sân đối phương và thực hiện pressing tầm cao nhằm chiếm lĩnh thế trận. PSG co mình lại phòng ngự phản công để tận dụng lợi thế về tốc độ của bộ ba ngôi sao Mbappe, Neymar và Di Maria. Hiệp 1, cả hai đội đều tạo ra được cơ hội về phía trung thành đối phương, đặc biệt là các chân sút triệu đô bên phía PSG, nhưng không bên nào khiến bàn tỷ số thay đổi. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Bayern đã bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 59. Kimmich nhận bóng bên cánh trái và tung một đường tạt chuẩn xác để Coman bay người đánh đầu hạ gục Keylor Navas. Sau bàn thắng mở tỷ số, Bayern tiếp tục tấn công. PSG cũng phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ tạo thế trận đôi công hấp dẫn. PSG đã tận dụng nhiều cơ hội nhưng lại không thành công, đành phải nhìn Bayern mang về phòng truyền thống chiếc cúp tay vợt thứ 6 trong lịch sử câu lạc bộ này. Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá vòng loại World Cup trong tháng 3 và 6 năm 2021. Dựa theo điều chỉnh FIFA đây, trong năm 2021 và 2022, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ đá 3 trận còn lại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3 và 6 tới. AFC và FIFA quyết định giờ lịch 3-4 trận của vòng loại thứ hai World Cup 2022 sang năm 2021 mà chưa xác định được thời điểm cụ thể. Phải đến ngày 24 tháng 8, FIFA mới bắt đầu điều chỉnh lịch FIFA đây từ những năm 2021 và 2022. Theo đó, những trận thuộc lượt thứ 5 đối với các đội chưa thi đấu không phải Việt Nam vốn được diễn ra trong tháng 8 và tháng 9 năm 2020 sẽ được chuyển sang đầu tháng 1. Trong khi đó, tháng 3 và tháng 6 sẽ là thời điểm được cho là tổ chức bá lượt cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup 2022 của châu Á. Đơn cử như vào giai đoạn từ ngày 22 tháng 3 đến 30 tháng 3 và giai đoạn từ 31 tháng 5 đến 15 tháng 6. 6 trận đấu của FIFA Day sẽ được diễn ra. Như vậy, tùy vào sắp xếp của FIFA, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia, lượt 6 sân khách Indonesia, lượt 7 sân nhà và UAE, lượt 8 sân khách ở hai trận đại kể trên. Nhiều khả năng, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Malaysia vào tháng 3 và thi đấu hai trận còn lại gặp Indonesia và UAE vào tháng 6. Đó tương tự như lịch thi đấu đầu tiên mà FIFA sử dụng cho vòng loại thứ hai World Cup trong năm 2020. Ngoài ra, nếu đội tuyển Việt Nam vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 dành cho 12 đội châu Á mạnh nhất thì các cầu thủ dự kiến sẽ đá các trận là 30 tháng 8 đến 7 tháng 9, 4 tháng 10 đến 12 tháng 10, 8 tháng 11 đến 16 tháng 11, 24 tháng 1 đến 11 tháng 2 năm 2022 và 24 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2022. Trận chung kết Europa League 2019-2020 đã diễn ra kịch tính đúng như mong đợi và Sevilla là đội giành chức vô địch sau chiến thắng 3-2 trước Inter Milan. Romelu Lukaku trở thành tâm điểm khi anh từ người hùng hóa tội đồ với pha đốt lưới nhà quyết định khiến Inter bại trận. Dù là trận chung kết mang tính chất quyết định, nhưng cả Sevilla lẫn Inter đều không chọn phương án phòng ngự, thay vào đó đẩy cao đội hình chơi đôi công sau tiếng còi khai cuộc. Ngày thứ tư, Romelu Lukaku đã mang về cho Inter 81m sau pha tình huống đột phá đúng mạnh, một trung vệ Diego Carlos phải phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Trên chấm penalty, cựu chân sút của Manchester United đã không mắc sai lầm nào đánh bại thủ thành Bono phía Sevilla. Dù vậy, chưa đầy 10 phút sau, đại diện Tây Ban Nha đã đưa ra câu trả lời thích đáng từ quả lật vào của lão tướng Jesus Navas bên cánh trái.
Tiền đạo Luke Dijon lao vào đánh đầu dũng mãnh, tung lốc lưới Inter gỡ hòa một đều. Ở khoảng thời gian sau đó, hai đội liên tục lao vào nhau, tạo ra các tình huống ăn biến trả biến hấp dẫn. Phút 33, Asensio chuyền bóng hỏng bên phần sân nhà khiến người đồng đội Marcelo Brozovic phải phạm lỗi với cầu thủ Sevilla. Eva Banega là người thực hiện quả sút phạt. Bóng đến chân Dijon và chân sút này đánh đầu lại bóng vào góc tầm xa mà bỏ thành. Thủ thành Sami Handanovic đến tỷ số lên 2-1. Thế nhưng niềm vui của Sevilla chỉ kéo dài khoảng 60 giây. Phút 35 cũng từ tình huống đá phạt tương tự, Brozovic chơi bóng chuẩn xác để trung vệ Diego Godin bật cao đánh đầu đưa trận đấu cho bàn xuất phát. Sang hiệp hai vẫn là thế trận được mở tạo ra hai đội. Phút 65, Lukaku lái xuống tốc độ nhưng cú dứt điểm quá hiền của anh lại không thể thắng được thủ thành Mono phía Sevilla. Chắc chắn Lukaku sẽ rất tiếc nuối về tình huống bỏ lỡ ngôi hạng này, bởi chính phút sau đó chính anh trở thành tọa độ phía Inter đang tầm cái vòng vô địch. Từ quả đá phạt của đồng đội, trung vệ Carlos ngã người móc bóng đẹp mắt. Lukaku trong nỗ lực phòng ngự đáng bù thay lại đâm bóng đá thẳng về lưới nhà giúp Sevilla nâng tỷ số lên 3-2. Ngay sau khi nhận bàn thua, huấn luyện viên Antonio Conte đã đánh đúng cả Alexis Sanchez và Christian Eriksen vào sân nhằm cứu vãn tình hình. Phút 82, Sanchez dứt điểm cẩn thận nhưng hậu vệ Julen Cunha đã nhờ hai người cứu thương sát phạt vô cho Sevilla. Dù trước đây cố gắng dâng miệng cuối trận, song Inter không thể tìm được bàn gỡ. Qua đó chấp nhận nhìn Sevilla vô địch Europa League 2019-2020. Đây cũng là lần thứ 6 đội bóng này đăng quang Europa League và họ không phủ danh là ông vua của giải đấu này. Giải trí đầu tuần, lướt TikTok xem nghệ sĩ tuần này có gì hot nha. Lướt giải trí lướt TikTok và cười thả ga với những nghệ sĩ nổi tiếng của chúng ta. Họ đang ở đâu, làm gì và lầy lội thế nào nha. Giải trí đầu tuần, lướt TikTok xem nghệ sĩ tuần này có gì hot nha. Lướt giải trí lướt TikTok và cười thả ga với những nghệ sĩ nổi tiếng của chúng ta. Họ đang ở đâu, làm gì và lầy lội thế nào nha. Chiếc clip đầu tiên chính là chiếc clip của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và anh chàng Xuân Nghị đặt hàng ước. Thằng quỷ dám tròn cô hả? Xuân Nghị hãy đợi đấy. Và chiếc clip vui nhộn này đã mang về cho chị Hồng Vân gần 336.000 view đó nha. Và hơn 18.900 lượt yêu thích từ các fan hâm mộ nè. Ủa anh thích không ra quay? Ủa cô, buổi sáng cô hứa gì con nhớ? Hứa gì? Sắp tới. Xin ra. Sắp tới rồi. Vô duyên quá. Ủa cô hứa cho con 50.000. Nào? Hồi sáng U đưa cho con chân 55.000 xong rồi con xin U 50.000 U kêu ok đó. Xong rồi U vội U ra quay xong rồi từ sáng giờ U có cho con đâu. Lời nói tựa gió bay, đôi mắt quyền đẫm lệ. Sao mà nghĩ ngốc thế, không nhìn vào mắt U. Trời ơi trời. Trời ơi trời, nói thành thơ luôn kìa trời. Con biết đâu U nợ con 50.000 á, cuối giờ con lấy á. Trời ơi. Nghĩ sao vậy? Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Trời ơi. Kỳ quá đi hà, thấy người ta dễ thương ghẹo hoài hà, nhưng mà tôi chịu. Là cái tán rồi, chiếc clip đã nhanh chóng lấy được đồng fan khi đặt 177.500 lượt xem, hơn 18.200 lượt yêu thích đó. Chiếc clip có đáng yêu không nào? Với sự đáng yêu này đã nhanh chóng lấy lòng được các fan hâm mộ với gần 402.500 view và gần 6. Quốc Khánh quả ư đáng yêu luôn, phải không cả nhà? Chiếc clip đã nhanh chóng được lòng các fan hâm mộ, mang về 1,6 triệu view và gần 199.100 lượt thả tim đó nha. Quả là lợi hại luôn. Sự khác nhau giữa tôi và mẹ tôi. Mẹ ơi, chảy máu rồi. Mẹ ơi, sữa thiếu rồi. Trời đất ơi, thế nào đổ sữa uống dữ vậy trời. Chú mẹ, trời ơi, sữa thiếu rồi. Cà phê hả? Mấy giờ? 5 giờ. Ok. Alo? Cái gì? Cà phê hả? Mấy giờ? 5 giờ hả? Ok. Alo thầy hả thầy? Dạ, tôi đang uống cà phê với bạn con đó thầy. Dạ, nó bạn quả. Tuổi Hợi. Dạ. Dạ 5 giờ chiều. Giờ 6 hả thầy? Xui hả thầy? Dạ. Ê, tôi bận tới cuối năm nha. Quỷ. Tôi bận tới cuối năm nha. Quỷ. Kỳ quá à, anh ghen quá nha. Bằng sự duyên dáng của mình, chủ nhân chiếc clip đã nhanh chóng mang về gần 161.000 lượt view và hơn 11.700 lượt yêu thích đó nha.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin 30 giây đặc biệt dành cho các vị khán giả đã bỏ lỡ phần top VBIT đầu tiên nha. Dạ, bản tin 30 giây bắt đầu thôi nào. Vừa qua, hình ảnh Hồ Ngọc Hà ngồi chung ghế nóng với huyền thoại âm nhạc Mỹ trở thành giám khảo khách mời tại Asian Dream đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà vừa xuất hiện trong tập 3 của chương trình cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc khu vực châu Á Asian Dream giấc mơ châu Á với vai trò là giám khảo khách mời cùng với hot chính là huyền thoại âm nhạc nước Mỹ Michael Bolton và tiểu diva Philippines Morissette Amon. Trước khi đến với những thông tin showbiz siêu hấp dẫn, Mo cũng muốn cập nhật một chút về tình hình dịch bệnh đến mọi người để cùng nắm rõ và bảo vệ bản thân mình cũng như cộng đồng nha. 16 ngày không có ca mắc mới, Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội. Theo Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi, thống nhất dỡ bỏ một số biện pháp chống dịch Covid trên địa bàn. Các hoạt động được phép thực hiện bình thường gồm các cuộc họp, hội nghị tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Các cơ quan sản xuất, kinh doanh dịch vụ như ăn uống, cà phê, hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, tắm biển, thể thao, các cơ sở giáo dục được phép hoạt động. Việc cưới hỏi, viếng tang, liên hoan, tân gia khuyến cáo được thực hiện đơn giản, không tập trung quá 50 người. Hoạt động vận chuyển hành khách nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động và phải thực hiện đảm bảo các biện pháp an toàn chống dịch. Ngoài ra, đối với các hoạt động nêu trên, thì các hoạt động như lễ hội, sự kiện có tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, dịch vụ Internet công cộng vẫn tiếp tục ngừng hoạt động, tiếp tục dừng thực hiện việc vận chuyển khách từ các tỉnh và thành phố đang áp dụng chỉ thị số 16. Và thông tin tiếp theo sẽ là một thông tin cũng đang khá hot trên mạng, thông tin về cặp đôi Nico Lan Trinh và người yêu đồng giới. Oh wow, hôm nay toàn những thông tin hot không nha, hôm nay là không hot mệt nghỉ luôn đó nha. Những ngày qua, chuyện Nico Lan Trinh công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai là người chuyển giới thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Theo những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ, người yêu cô rất tâm lý, hết lòng nuông chiều và chăm sóc cô. Dù được đa số khán giả ủng hộ, nhưng Nico vẫn chưa tiết lộ mối quan hệ đặc biệt này với gia đình, đặc biệt là mẹ mình. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Nico bộc bạch, thật ra sóng gió phía trước còn rất nhiều. Mẹ tôi vẫn nói là cho tôi làm việc nhưng không được yêu. Khi ra ngoài, mọi người hỏi chuyện tình cảm này là thật hay bia, tôi sẽ bảo là thật. Còn khi về nhà, tôi sẽ nói với mẹ là PR vì tôi sắp ra MV và cần có tiếng nói trong cộng đồng. Sau những chia sẻ của Nico được phát tán, một người bạn được cho là bạn của mẹ Nico là giảng viên trường đại học đã gửi cho nữ ca sĩ một tâm thư thông qua mẹ cô. Khi nhận được bức tâm thư từ mẹ, nội dung bức thư khiến Nico bức xúc lên tiếng đồ rắn độc. Được biết, người này đã khuyên cô nên nghĩ đến gia đình, yêu thương, dù có hạnh phúc nhưng về sau không thể sinh con đẻ cái như người bình thường. Những câu nói này khiến Nico hết sức bức xúc và mong nhân vật này nên trao đổi trực tiếp với mình thay vì nhắn gửi trung gian làm tổn thương đến mẹ mình. Và tin tức tiếp theo của chúng ta sẽ là một tin tức về một nhân vật không kém phần đặc biệt đâu nha. Một cái tên đang được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm và chú ý. Và người đó là ai? Đố Mậu biết. Gợi ý nè, nhân vật này gần đây rất là được quan tâm bởi câu chuyện chuyển giới cho tình yêu của mình á. Để Mậu đoán nha, đó là Linh Ly phải không nào? Chính xác luôn. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Linh Ly vô tình tiết lộ vượt nào hơn tuổi 30 cùng bạn trai. Cộng đồng mạng của chúng ta lập tức soi ngay và tìm ra chân dung luôn đó nha. Cách đây không lâu, trên một chương trình truyền hình, Linh Ly đã có buổi nói chuyện cởi mở với nhiều quan điểm tích cực về cộng đồng LGBT và các mối quan hệ của mình trước khi trở thành chủ đề. Cô gái nữ ca sĩ kể lại câu chuyện từng qua đêm với một anh chàng miền Nga khiến người hâm mộ chú ý. Linh Ly cho biết sau vài lần gặp nhau, Linh cảm giác người ta không thích nhau lắm, mà Linh thì cũng không thích một bạn nữ tính nên không đi đến vấn đề hạnh phúc. Trái lòng về lần được gặp đầu tiên, Linh Ly cảm giác rất sợ vì mình đâu biết gì đâu. Lần đầu tiên cái gì đến mình sẽ đến thôi. Chia sẻ của Linh Ly khiến không ít fan hâm mộ tò mò về linh tính của chàng trai khiến nữ ca sĩ vượt cao tuổi 30 ngay lập tức hình ảnh giọng ca 8x chụp cùng một người đàn ông ngoài quốc cách đây ít tháng bị netizen phát hiện và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây chính là đối tác của giọng ca 8x trong quá khứ. Tuy nhiên, có thể thấy hình ảnh hoàn toàn không phải là cơ sở để xác minh điều gì và cư dân mạng không nên đưa ra những kết luận khi người trong cuộc cho Linh Ly. Được biết, đây là lần hiếm hoi Linh Ly tiết lộ về chuyện tình yêu của mình trong quá khứ. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đã trở thành ca sĩ chuyển giới xinh đẹp của showbiz Việt. Tuy nhiên, cô vẫn chưa tìm được nửa kia của mình. Thông tin tiếp theo sẽ là một thông tin bơm tấn The Batman của nam diễn viên Robert Pattinson. Ôi, Mau là tín đồ của vũ trụ DC đó nha, đang rất mong đợi phim này luôn. Không biết nó có mang lại màu sắc đen tối hay quen thuộc quá không nhỉ?
trong sự kiện trực tiếp DC Fandom vừa diễn ra. Trailer phim bom tấn The Batman do Robert Pattinson đảm nhận và chính đã hé lộ trailer đầu tiên. Trên nền ca khúc Something in the Way, khung cảnh của phim hiện lên với màu sắc u tối. Siêu anh hùng Batman đối mặt với rất nhiều tội ác do Rider gây ra. Đồng hành với Batman còn có cảnh sát trưởng Gordon. Trailer cũng hé lộ những phân cảnh thoáng qua của nhân vật như Robert Pattinson với bộ ba Batgirl, John Kevitt với vai Catwoman. Cũng vì những hé lộ đầu tiên này, The Batman được tạp chí Vanity nhận định sẽ có nhiều khả năng nhuốm máu bạo lực bởi đây là cuộc chiến giữa người dơi và tội phạm. Thông qua việc điều tra những tội ác mà tên Raiden gây ra, những bí mật đen tối ẩn sau thành phố Gotham sẽ được hé lộ. Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2, ekip thực hiện phim The Batman vẫn chỉ có thể quay trở lại vào khoảng đầu tháng 9. Phim vẫn đang trong quá trình ghi hình bởi chỉ mới hoàn thành 25% tiến độ. Ban đầu, phim dự kiến ra rạp vào tháng 6 năm 2021, nhưng vì lý do này, lịch chiếu của phim được hoãn lại. Sẽ công chiếu vào tháng 9 2021. Ngoài Robert Pattinson, The Batman còn có sự góp mặt của dàn diễn viên như John Turturro, Peter Sorgen, Jamie Lampson và Andy Serkis. Hihi, ngày ra rạp của The Batman đã không còn xa nữa, hóng quá đi. Hy vọng rằng đây sẽ là một bom tấn giúp hồi sinh lại thị trường phòng vé thế giới sau một thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nha. Nó không phải chạy cho tóc của Màu hơi mỏng không? Hú hú, đúng rồi nè, Tiểu ơi, tóc của Màu còn bị gọi là mỏng đây. Màu đang muốn tìm những bí kíp khắc phục tình trạng tóc mỏng này nè, cơ mà vẫn chưa tìm được bí kíp nào hết trơn á. Bảy, tại để tóc Màu mỏng, nên năm nay Tiểu đó sẽ tập được một cái cực hay giá giải nỗi lo chuyện tóc mỏng và không bảo học heo là cái gì được quá liều luôn nha. Wow, không hổ danh bạn Tiểu nhà ta, tâm lý quá đi à. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, mình không đến ngay với clip thôi nào. Giải quyết những rắc rối của cô nàng tóc mỏng. Mẹo thứ nhất, bí kíp chia tóc. Bước 1, chia tóc theo tỷ lệ 7-3. Bước 2, buộc tóc lại gọn gàng. Bước 3, kéo nhẹ phần mái tóc và tóc ở đỉnh đầu để tạo độ phồng. Vậy là đã giải quyết được vấn đề rắc rối rồi đấy nha. Mẹo thứ hai, bí quyết tết tóc. Bước 1, chia tóc ngôi giữa theo hình zigzag. Bước 2, lấy phần tóc mái bên phải chia và thắt chéo với nhau. Sau đó kéo nhẹ phần tóc đã thắt để tạo độ phồng cho tóc. Dùng kẹp tăm để định hình phần tóc thắt chéo. Thực hiện các bước tương tự với phần tóc mái bên trái là đã có ngay một mái tóc thật xinh xắn. Hãy cùng đón xem những bí quyết tiếp theo dành cho tóc mỏng nha. Không biết cuối tuần vừa qua tin tức bóng đá có gì nóng không hả Tiểu ơi? Đương nhiên là có rồi, Tiểu đã chuẩn bị sẵn sàng những cặp tin tức kết quả trận đấu bóng đá xíu đến hồi vào cuối tuần qua để anh chị em cùng nghe vào nè. Vậy thì còn chân chơi gì nữa, cùng bắt đầu cập nhật bản tin Top Sport đầu tuần thôi nào. Và sau bao nhiêu phút chờ đợi mệt mỏi thì cũng đã đến 8 phút rồi. Cặp nên món ăn xíu món bổ dưỡng cho đại gia đình của nhà Top em ta phải bánh nè. Không biết ngày hôm nay anh chàng mê ăn Tiểu nhà ta sẽ mang đến cho các bạn khán giả món ăn đặc sắc gì đây? Nếu một ngày đồng tuần chắc chơi như vậy, Tiểu sẽ chỉ các bạn một món ăn cực kỳ dễ chơi. Mà nghe tên loại món ăn thì các bạn mắt cũng bật ra đó nha. Ôi món gì đó Tiểu ơi, Màu bắt đầu tò mò rồi đây. Vậy thì không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đến với món ăn ngày hôm nay với tên gọi là gà xào lăn, được thể hiện bởi chàng đầu bếp đẹp trai quen thuộc chúng ta ngay tên nào. Chúng ta sẽ cho thịt gà vào tô. Tiếp theo đó chúng ta sẽ ướp vào đây một xíu bột cà ri các bạn, tỏi băm, hành tím băm, gia vị gồm có hạt nêm, tiêu, muối, và dầu ăn.
ta sẽ trộn đều phần thịt gà này lên. Dầu vào. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít sả. Phần sả mà chúng ta đã cắt khúc nha các bạn. Hành tím bông. Chúng ta sẽ cho thêm vào một ít bột cà ri, lá cà ri. Dầu màu điều. Chúng ta sẽ cho vào một ít nước. Nấm mèo và ớt sừng. Ta sẽ trộn đều lên các bạn. Bởi vì phần nấm mèo, ớt sừng và cái hành tây này nó rất là nhanh chín nha các bạn. Cho nên chúng ta sẽ canh lúc mà thịt gà đã chín rồi. Và phần nước này đã sắc lên một nửa thì chúng ta mới cho vào. Chúng ta cho vào sớm quá thì những cái phần này nó sẽ bị nhũn ra. Chúng ta sẽ nêm nếm vào một ít hạt nêm, một ít muối. Nước mắm. Đảo đều cái phần thịt gà của chúng ta lên cho thấm gia vị. Sau đó là cho phần bún vào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin Top Sale. Ngày hôm nay tôi sẽ mang đến các bạn những thông tin của mạng siêu hot từ các gian hàng hệ thống siêu thị Co.op để đảm bảo các chị em nội trợ sẽ yêu thích lắm đây. Thích quá đi à. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không cập nhật ngay những khuyến mãi đang diễn ra nha các bạn ơi. Màu là cũng đã chuẩn bị giấy bút luôn rồi nè. Hiện siêu thị Co.op đang có các chương trình khuyến mãi áp dụng từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9. Các bạn ơi, hãy cùng gia đình ghé thăm các gian hàng siêu thị Co.op và săn sale nha. Nào, mình cùng săn sale thôi. Let's go. Dầu gội Limen Beer mát lạnh 650g giá 139.000 đồng một chai. Dầu gội Limen Cool Spot and Deep Clean 650g giá 120.900 đồng một chai. Dầu gội Ly Bạc Hà sảng khoái 900g giá chỉ 184.900 đồng một chai. Kem xả đô ống mềm tự nhiên 620g. Dầu gội đô ống mềm ngăn rụng tóc chắc khỏe vào nếp suông dài tự nhiên giá 120.900 đồng một chai. Dầu xả Tresemme tóc khô không vào nếp. Salon Detox Salon Repo gãy rụng 620g. Dầu gội Salon Detox Salon Repo gãy rụng giá 138.900 đồng một chai. Tròn Lip on Lip Sky Matter đỏ anh đào, đỏ cam, hồng cam, nâu đỏ 2,2g giá chỉ 129.000 đồng một cây. Sữa rửa mặt ơ 100 ngừa mụn 100g giá chỉ 27.300 đồng một tiếp. Kem rửa mặt Hadalabo dưỡng ẩm tối ưu 80g giá 54.500 đồng một tiếp. Cúp mắt
ưu đãi khuyến mãi như thế này thì còn chân chơi gì nữa mà không nhanh chân đến ngay hệ thống siêu thị gần nhất để săn sale thôi các anh em ơi. Mới đó mà đã 34 chỗ 3 rồi. Đi chỉ đường từng đó thời gian như tập ATM bên đập cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích phải không nào? Một lưu ý nho nhỏ là tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nên mọi người hãy giữ gìn sức khỏe của bản thân nha. Các bạn nên hạn chế tụ tập nơi đông người và mỗi bản thân chúng ta đều phải đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch nha. Nếu có bất kỳ thông tin dịch bệnh nào mới, Top Entertainment sẽ ngay lập tức cập nhật đến bạn. Tếu và Mo sẽ hẹn gặp lại các bạn khán giả vào bản tin 12 giờ trưa mai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.